là mệt hết rồi chị ạ. Tình huống không có tình huống đập cầu mạnh đâu. Trong môn thì mình bắt cầu. Cặp đôi vận động viên Triệu Hoàng Anh của Thành Công Bạo Kê và cặp đôi Thiều Tuấn Anh của Bắc Ninh. Trong trận chung kết thì cặp đôi Thiều Tuấn Anh sẽ là cặp đôi giao cầu trước. Cảm ơn Văn Tiến nha. Cảm ơn Vũ Việt. Chào Bách. Hay quá, thủ bình tĩnh quá. Vâng, đây là chung kết đấy ạ. Tỷ người theo dõi chuyện mà anh biết mưu đi rồi. Rất ngang tài ngang sức. Vẫn còn. Giải nhất. Giải nhất là 50 triệu. Đôi Mạnh Thắng Cao Hiếu là giải 3 em nhá. Cầu ngoài 6-7. Ngoài. Cầu ngoài điểm 9-5. Đánh 3 set 21 anh nhá. Cầu tiếp tục ngoài được 5 triệu. Chính là trận vừa rồi đấy. Trận vừa rồi em ơi. Tỷ số đang là 6-10. Rất nhanh. 70. Nam Giang là chỉ tổ chức cho một ngày thôi. Cho nên là phải đánh rất 80. Giải này còn hấp dẫn hơn cả giải Đức mà cộng với chứ. 748 cơ. Của anh 5.000 lượt xem rồi. Ngồi quay cả ngày hôm nay rồi, mệt. Con. Cặp đôi đến từ Mào Khê rất quyết tâm. Mặc dù đã rất là muộn rồi nhưng mà hai đôi vận động viên vẫn đang chiến đấu rất hết mình, thi đấu cống hiến mà tập trung. Vẫn còn. Rất tập trung. Tỷ số đang là 13-12.
vẫn rất cần tài cân sức. 14-12 mình có thể kiếm rồi đấy, mong là các bạn thông cảm. Đào Tây Phương là mai nghỉ học à thầy ơi, bỏ năm đi ra đây, muốn nghỉ rồi thì nghỉ. Cầu ngoài sân rất tỉnh táo. Ok, thầy bảo là thích kệ thì vào sổ. Cảm ơn. Rất là căng thẳng nên tôi ngủ quá. Ồ, hay quá. Đấy, đánh giải này nhưng mà bị loại ở hay quá, ăn điểm rồi. Anh không đánh bởi vì anh không biết là tổ chức vào ngày bao nhiêu nên là không biết để đăng ký. Nếu như mà sớm biết lịch thì anh đã đăng ký để đánh giải đấy rồi. Đập cầu rất tốt. Chát chúa. Hai vận động viên Bắc Ninh bên này dùng cây Yonex Adshock 88D. Và vận động viên Triệu bên kia dùng cây N9. Và Hoàng Anh đang dùng Victor. Còn chi tiết là cây gì thì mình không biết. Cầu vẫn trong sân. Xét đầu thứ nhất kết thúc với chiến thắng dành cho đôi Thiều và Tuấn Anh. Tỷ số là 21-14.